Đi ra đây nè. Ui dồi ôi, dạ ôi. Đi đây nè. Sữa của bạn mèo đây nè. Đây, mèo quay ở đây. Sữa đấy. Rồi, rồi. Quá. Pika ăn ngon không con? Thêm sữa cho bạn mèo nhé. Nào.
Ôi trời ơi, Pika ơi, sao con cứ uống chanh sữa của bạn vậy? Pika. Sao Pika lại uống chanh sữa của bạn mèo thế hả Pika ơi? Con ăn nho mà, sữa của mèo mà. Sữa của bạn mèo mà. Mèo chán rồi, bọn mèo bị Pika uống chanh sữa, bạn mèo không thèm chơi Pika nữa kìa. Pika ơi. Nào, Pika ăn no rồi hả? Thế để mẹ cắt đĩa đi nhé. Nhá. Đi đây nhá, không vào đây nhá. Càng nghỉ quá Pika. Ui, xinh quá. Ui, Pika của mẹ xinh quá. Ôi. Mẹ may cho Pika đẹp chưa này. Yêu ơi, đẹp chưa? Ui, con gái của mẹ xinh đấy. Nhìn Pika của mẹ xinh chưa này. Vừa nãy con lại uống chanh sữa của bạn mèo vậy hả? Pika nào, uống sữa nhé. Giỏi quá, giỏi quá Pika. Từ đây có con chanh của bạn đấy nhá Pika nhé. Nào, cho mèo uống sữa nhé. Mèo ơi. Mèo. Ủa ôi, kinh chưa kìa, lại chanh sữa của mèo nữa rồi. Rồi, uống thế thôi. Để bụng nhá, để bụng tí còn ăn hoa quả đấy.